Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Financial Doctor do chị Gina phụ trách. Và chương trình cũng được phát sóng định kỳ vào mỗi thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên VNATV. Xin kính mời quý vị cùng đón xem và gửi lời chào đến chị Gina. Chào Phương Thảo, Gina xin thân ái kính chào quý khán thính giả đang xem bằng tần 57.3. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi vào phần chia sẻ của chị Gina, cho Phương Thảo gửi số điện thoại quen thuộc của văn phòng 714-209-5571, 714-209-5571 và địa chỉ 12912 trên đường Proctor Street, Suite 310, thành phố Garden Grove, 92840. Và kính thưa quý khán giả, chị Gina cũng đã lập ra cái văn phòng Financial Doctor của mình vào hoạt động cũng đã gần 10 năm và chị cũng đã lấy bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh cũng như là lấy có bằng cử nhân về Đại học về quản trị tài chính. Và chị cũng đã cộng tác với khoảng hơn 24 ngân hàng tài chính của Hoa Kỳ. Và đây là tất cả những thông tin mà chúng tôi gửi đến cho quý vị. Và trước khi bước vào phòng chia sẻ của chị Gina thì chúng tôi cũng xin mời quý vị hãy đón xem lại chương trình Financial Doctor trên kênh YouTube Gina Tang Financial Doctor, Gina Tang Financial Doctor. Và thưa chị, chúng ta sẽ tiếp tục về những cái câu hỏi về cái quỹ niên kim trong những cái số vừa rồi mà mình đã vừa gửi đến cho quý khán giả. Tại vì chúng tôi vẫn còn rất là nhiều những cái câu hỏi mà quý vị đã gửi ở đây. Thì đây là một trong những cái câu hỏi mà quý khán giả cũng đã gửi cho chị Gina và chị Gina cũng đã trả lời rất là nhiều. Khi nói rằng là cái quỹ niên kim này có làm cho cái số tiền của mình đã sinh sôi thịnh vượng hay không thưa chị? Dĩ nhiên là có rồi Phương Thảo. Yeah. Phương Thảo cứ nghĩ là cái số tiền của mình, yeah, nếu mình bỏ vào mình không bị mất vốn. Và mình có một người, một cái số có nghĩa là khả quan, thì dĩ nhiên mình sẽ wealthy, có nghĩa là sẽ thịnh vượng. Tại vì mình đã có cái con số rõ ràng, mình trả lời cho tương lai của mình. Tại vì cuộc đời của mình á, nếu mình không có plan, có nghĩa là mình không có hoạch định, thì ai sẽ là người hoạch định cho mình? Không ai hết. Là tại vì tới lúc đó mình sẽ nói là ồ thôi để tôi figure it out, nghĩa là tôi sẽ tìm hiểu từ từ, tới đâu hay tới đó. Thì cũng có rất là nhiều những gia đình Gina đã thấy được á, là không có một cái sự hoạch định rõ ràng. Cũng có thể là có, tại vì trong đầu có nghĩ là mình cũng có hoạch định, nhưng cái sự hoạch định đó đó nó không có rõ ràng. Là thí dụ như mình biết mình có cái số tiền đó, nhưng mình không biết là số tiền đó có thể tồn tại trong vòng 5 năm, 10 năm hay 20 năm. Hay nếu mình sống lâu quá thì mình có tiền để mà mình xoay sở hay không. Cho nên đó, đó là cái sự mà mình có thể gọi là derail cái retirement của mình. Derail có nghĩa là trật đường rầy cái chương trình về hưu của mình. Cho nên là Gina đã thấy rất là nhiều là tại vì những cái năm Covid, thị trường chứng khoán nó rất là nguy hiểm và cho tới bây giờ đó mình cũng không biết là như thế nào. Cho nên là có những thời gian thị trường chứng khoán có thể lên một chút, nhưng mình đâu có biết là 1, 2, 3 tháng sau. Thí dụ như có những cái việc chính trị nào đó, hoặc là có những cái sự thay đổi vòng quanh thế giới nào đó, thì có thể hoặc là pandemic họ lại hit một lần nữa. Có nghĩa là có những cái sự kiện mà giống như là Covid xảy ra thì sao, thì lúc đó tiền của mình nó sẽ bị quét sạch sẽ. Dạ, đây là một trong những cái vấn đề cũng rất là làm sao để mà mình có thể giữ cái số tiền đó nó sinh sôi nảy nở và coi như là cái cuộc sống mình coi như là gọi là an toàn thịnh vượng. Dạ, và một trong những cái câu hỏi tiếp theo mà quý vị khán giả cũng đã hỏi chị rằng là liệu rằng khi mà chúng tôi đã có cái số tiền đó rồi, tôi có thể benefit cái lợi nhuận từ cái số tiền của tôi chúng tôi để lấy hàng năm là như thế nào thưa chị? Câu hỏi đó Gina cũng gặp rất là nhiều. Và có lẽ Gina cũng đã thoáng thoáng nhẹ giải thích ở những cái số trước đó. Là rồi, về lifetime income. Lifetime income đó có nghĩa mình dịch tiếng Việt đó là lấy một cái số có cố định là luôn á, cái số lương đó, cái lương, số lương cố định, hoặc là cái số tiền về hưu cố định. Mình nói là số tiền về hưu cố định đi cho nó dễ hiểu hơn. Thì thí dụ như mình có một cái số tiền nào đó ở trong 401k, IRA, hoặc là mình có một cái số tiền nào mình bán nhà, hay là đang nằm ở trong có nghĩa là checking saving account, một cái số tiền lớn đó, mình có thể dời vào trong cái quỹ niên kim để mà mình lấy cái tiền về hưu suốt đời. Thì
nó có rất là nhiều cái lợi. Thí dụ Gina cho một cái ly, ví dụ nhỏ thôi, mình có 100 ngàn mình cho vào trong cái quỹ về hưu. Mình nói một con số 100 ngàn thôi cho nó dễ tính. Nếu quý vị có 1 triệu thì quý vị cứ là việc nhân lên thôi. Quý vị có 200 ngàn thì quý vị sẽ nhân lên cho nó dễ. Thì 100 ngàn đó ngày đầu tiên mình đưa vào cái quỹ về hưu Lifetime Income thì mình được 130 ngàn, 130 ngàn. Năm sau mình lời được 12 ngàn. Có nghĩa là mình biết chắc ăn mỗi năm mình lời được 12 ngàn. Và nếu quý vị 59 tuổi rưỡi thì tháng sau đó, nếu quý vị muốn dùng tiền, quý vị có thể lấy tiền ra. Hãng họ sẽ đưa cho mình hàng tháng, hàng năm, quarterly, có nghĩa là mỗi chu kỳ, mỗi quý cũng được, có nghĩa là tùy theo sự lựa chọn của mình. Thì đó là một cái con số rất là rõ ràng và không phải đoán là năm tới tôi có thể tôi lời bao nhiêu. Nếu quý vị có 100 ngàn ở trong thị trường chứng khoán, quý vị có thể nào guarantee là năm sau đó quý vị lời được 30 ngàn không? Hoặc là quý vị có được 42 ngàn hay không? Tại vì nếu mình bỏ tiền vào trong cái lifetime income á, là mình đã biết là năm sau mình có 142 ngàn rồi. Và nếu mà mình quyết định mình lấy cái tiền lifetime income, có nghĩa là cái tiền lương hay là tiền về hưu của mình suốt đời mỗi năm, mỗi tháng, thì mình sẽ được công ty họ tính cái con số ra và họ đưa cho mình cái số tiền đó mỗi tháng direct deposit vào trong account của mình, rất là đơn giản. Có nghĩa là gửi tiền thẳng vào checking account của mình. Thì đó là một cái sự rõ ràng và sự bảo đảm. Cho nên là trả lời cái câu hỏi cho Phương Thảo là yes, cái lifetime income nó rất là có lợi và nó bảo đảm được cái số tiền của mình, và mình có thể mình khi mình qua đời để mình vẫn còn có thể giữ được cái vốn và trao lại cho con cháu của mình. Dạ, đây là những cái câu hỏi mà quý vị cũng đã gửi tiếp theo cho chị Gina, và chị Gina cũng có thể là đã trả lời riêng tư với quý vị rồi, nhưng mà cũng nhân đây thì chúng tôi cũng trên cái làn sóng này để mà có thể gửi lại cho quý khán giả một câu hỏi tiếp theo, cho biết rằng là cái vấn đề mà income của annuity, về cái lợi thế của cái vấn đề income này như thế nào thưa chị? Cái lợi thế của cái income, lifetime income, mình gọi là lifetime income, có nghĩa lifetime có nghĩa là suốt đời. Income có nghĩa là tiền trả, giống như thay thế cái lương của mình. Thì tại đại khái mình dịch là lương bổng về hưu đó, suốt đời. Thì cái lợi thứ nhất á, là mình biết mình sẽ không bao giờ thiếu tiền. Mình không bao giờ thiếu tiền cho dù mình sống rất là lâu, rất là dài. Tại vì nếu mình có 100 ngàn mà mình cần lấy ra 10 ngàn mỗi năm, mà cái số tiền của mình mà nó lăn tăng ở trong cái thị trường chứng khoán, chưa chắc năm đó mình kiếm được 10 ngàn, nhưng năm đó mình phải xài 10 ngàn. Thì cho là quý vị không có mất tiền đó, không mất đồng nào hết, thì quý vị chỉ dùng được có 10 năm là quý vị hết tiền rồi. Đó là chưa kể mình bị mất tiền trong thị trường chứng khoán. Và nếu như thí dụ mình có 100 ngàn, năm đó mình lời được 5 ngàn, thì năm tới mình lấy 10 ngàn thì mình còn có 95 ngàn thôi. Và năm tới mình còn 95 ngàn, lỡ như cái năm đó mình không có làm được tiền, thị trường chứng khoán nó xuống, mình còn có 90 ngàn. Nhưng năm đó mình vẫn cần 10 ngàn để mình dùng, thì có phải mình còn có 80 ngàn không quý vị? 80 ngàn đó, và nếu mà mình hên lắm, năm đó mình kiếm được 90 ngàn. Có nghĩa là mình make được 10 ngàn đó, mình làm được 10 ngàn. Thì năm tới nữa mình lấy 10 ngàn thì mình cũng còn sụt xuống còn có 80 ngàn thôi. Và nó cứ đi tới đi lui, nó dao động như vậy đó. Tới một lúc nào đó tiền của mình nó sẽ hết. Đó là cái sự bất lợi của cái sự uncertainty, có nghĩa là không có rõ ràng. Và nếu mình biết là mỗi năm mình lời bằng đó mình lóc lại, mình lời bằng đó mình lóc lại, và mình chỉ xài cái tiền mà nhiều khi nó còn chưa đụng tới cái tiền lời của mình, thì dĩ nhiên là tiền vốn mình nó sẽ còn giữ lại được. Và đó là tại sao mình nói là cái con gà nó đẻ trứng vàng, là tại vì con gà nó còn ở đó, nó cứ sanh trứng ra cho mình.
Thật sự khi mà nếu 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 mà không nghe được một trong những cái người giống như chị Gina là professional trong nghề, rất là chuyên môn trong cái nghề của mình để mà giải thích, thì có lẽ là Phương Thảo cũng như là quý vị khán giả cũng sẽ không có hiểu được hết rõ kỹ về cái quỹ Enduri, là cái quỹ Đương Kim là như thế nào để mà có thể giúp cho quý khán giả. Tại vì chị đã giúp rất 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 là nhiều hồ sơ cũng như là những cái lời khuyên cho quý khán giả rất là nhiều để mà có thể là từ những cái này chuyển qua cái này để mà có thể có lợi. Tại sao mà chị cũng phân tích cho mọi người để hiểu rằng là đó là cái vấn đề có lợi. Đó là, đây là một trong những cái câu hỏi mà tập hợp lại rất là nhiều để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn. Tại vì đôi khi là chị nói là trả lời riêng tư thì có những người quý vị khán giả vẫn còn thắc mắc không có hỏi được, thì sẵn trên cái làn sóng VNATV thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi tiếp những cái câu hỏi này. Sau một vài phút thương mại của chương trình thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục quay trở lại với quý vị. Xin cảm ơn. Và xin cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ làn sóng VNATV và vẫn đang xem phần chia sẻ của chị Gina Tăng trong chủ đề Financial Doctor. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục về chủ đề Enduri, quỹ niên kim, để cho quý khán giả có thể hiểu rõ và cặn kẽ hơn. Về đây là một trong những cái câu hỏi mà thấy rằng là rất là nhiều quý vị đã gọi cho chị Gina và hỏi rằng là cái vấn đề lãi suất return để mà mình lấy ngược lại cái số tiền về cái income của cái quỹ Enduri này như thế nào. Thì trên cái làn sóng VNATV xin mời chị giải đáp cho quý khán giả. Cái rate of return có nghĩa là tạm gọi là lãi suất. Cái tiền lời mà mình được thâu lại trong cái số tiền của mình đó. Thì trong Enduri đó quý vị, có rất là nhiều chương trình tùy theo quý vị muốn dùng cái số tiền đó như thế nào. Cho nên là quỹ niên kim không phải là one size fit all. Không phải là CD, cho nên là không phải là có nghĩa là một cái một chương trình đó và nó thích hợp cho tất cả mọi người. Và mình có thể mình nói cái quỹ niên kim là tailor có nghĩa là đi theo cái shape, cái dạng của mình, giống như mình đi may áo đó quý vị, mình đi may áo dài thì người ta tại sao kêu là tailoring. Tailor có nghĩa là đi theo cái dạng, cái shape, cái hình dáng của mình và họ may chiếc áo dài đó. Thì tiền của mình cũng giống như vậy, tại vì mỗi người sử dụng đồng tiền của mình khác nhau. Có những quý vị đó, Gina hỏi là cô chú ơi, cô chú muốn dùng cái số tiền như thế nào, cô chú có muốn định là sử dụng cái đồng tiền này, thí dụ như là mỗi tháng cô chú có cần cái số tiền này hay không, hay là cô chú chỉ thích nuôi cái số tiền này khi nào cần mới dùng, và cô chú có những cái nguồn income nào khác hay không. Tùy theo cái sự trả lời của cô chú hoặc là những anh chị mà ngồi trước mặt Gina đó, tùy theo cái khả năng tài chính của mỗi người và mình có những chương trình khác nhau. Cho nên là thí dụ như cái lifetime income đó, nó chỉ thích hợp cho những gia đình là cần có một cái nguồn income cố định và cộng vào những cái nguồn income khác, thì họ biết là chắc chắn mỗi tháng gia đình đó sẽ thâu vào thí dụ như được 5.000-7.000 fixed income để mà chi trả tiền nhà, tiền xe, tiền insurance, hay là tiền đi travel, hay tiền shopping. Thì đó là một cái con số fix để mà mình biết là nếu mình có sống cho tới nhiều tuổi đi nữa thì mình vẫn không có bị thiếu tiền và mình không cần phải mượn con cháu, xin con cháu hoặc là hỏi con cháu cho tiền mình để dùng. Cho nên đó là cũng là những cái vấn đề tế nhị. Nếu mình có tiền và mình là một con người tự lập thì mình có thể dùng cái số tiền của mình để mà nuôi cái số tiền đó để mà mình có một cái cuộc sống thoải mái hơn. Cảm ơn chị. Và tiếp theo một trong những cái câu hỏi này cũng rất là khá quan trọng đối với lại nhiều quý vị khán giả cũng đã từng gọi hỏi rằng là khi mà làm cách nào tôi có thể lấy được cái tiền income trong cái quỹ annuity sớm nhất để mà tôi dùng. Thưa chị. Câu hỏi rất là phổ biến. Ngày nào Gina cũng nghe hỏi hết. Cho nên là gần đây đó, Gina có một rất là nhiều cô chú từ khắp tiểu bang, 50 tiểu bang gọi Gina là tại vì những cái tháng này là những cái tháng mà đáo hạn quỹ CD. Cho nên là cô chú cũng muốn là dời cái số tiền của mình, có nghĩa là một cách nghĩa là thỏa đáng hơn và kiếm được một cái số tiền lời
để mà chuẩn bị cho cái về hưu của mình. Thì cái lifetime income á, rất là dễ sử dụng nha quý vị. Có những cái truyền thuyết, có nghĩa là tin đồn đó, nói là bỏ vào đó là phải chờ tới 10 năm mới dùng được. Dĩ nhiên là có những chương trình đó cho những người còn trẻ. Tùy theo cái tuổi của mình và tùy theo cái sự lựa chọn cần thiết của mình, chứ không phải ai bỏ vào rồi cũng phải chờ tới 10 năm hết á. Gina có những cô là 65 tuổi, 70 tuổi, cô nói là Gina ơi, cô đâu có chờ được tới 10 năm cô xài đâu. Nói cô ơi, cô đâu có cần phải chờ đâu. Next month, tháng sau á, cô muốn dùng cái số tiền đó là con lấy cho cô dùng. Tại vì có những chương trình rất là hay, có nghĩa là mình không cần phải chờ 2 năm, 3 năm, 12 tháng hoặc là 10 năm để mình dùng. Đó là tại sao á, nếu mà mình muốn sử dụng cái số tiền của mình một cách thỏa đáng á, mình nên tìm những người mà làm việc trong công ty và mình hỏi cặn kẽ về những chương trình đó. Mình đừng nên là đi vào Google rồi làm research, tại vì tất cả những thông tin đó sẽ không có cập nhật chính xác với những cái thông tin mà những người làm việc cho chính công ty đó có thể cho quý vị biết một cách chính xác hơn. Thì sẵn đây đó, Gina cũng muốn là chia sẻ với quý vị đó là nếu mình đi vào cái chương trình Lifetime Income, mình sẽ không cần phải chờ bất cứ thời gian nào, mình có thể sử dụng ngay cái tháng sau, sau khi mình có hồ sơ. Và một trong những cái câu hỏi này cũng rất là khá thú vị mà quý khán giả cũng rất hỏi chị rất là thường xuyên, là hỏi rằng là cái số tiền bao nhiêu mà tôi có thể tôi dùng được trong cái income từ cái quỹ niên kim của tôi, thưa chị? Nếu mà mình muốn có một cái số tiền income mà nó khá khả quan thì dĩ nhiên mình nên có trên 100.000. Nhưng công ty họ nhận mình là minimum là 10.000. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ là nếu con số mình bỏ vào nhiều thì mình mới có lấy cái số tiền income nhiều, chứ không có tự nhiên tiền ở đâu nó trên trời nó rớt xuống và mình mới có nhiều. Thành ra là Gina cũng có rất là nhiều quý khán thính giả nói là sao nó ít quá vậy. Tại vì mình bỏ vào có 20-30 ngàn thì chỉ nhiên cái con số đó họ làm toán, họ chia ra thì nó sẽ ít. Nhưng nếu mình có 100 ngàn đổ lên, nếu mình có 200-300 ngàn và nếu mình có nửa triệu hoặc là 1 triệu thì con số, có nghĩa là cái số tiền đó nó rất là đẹp quý vị ơi. Có những cái lifetime income mà Gina có nghĩa là giúp cho các cô chú á, những năm á, có nghĩa là có những cô chú á, nhận được hàng năm trên 100 ngàn. Có nghĩa là trên 10.000 mỗi tháng. Lifetime có nghĩa là suốt đời. Như vậy là cô chú đó phải bỏ một cái số tiền vô cái quỹ đi kiếm rất là nhiều mới là được cái số tiền đó, đúng không chị? Tùy theo, nếu mình bỏ vào mà mình muốn có 100.000 trên, có nghĩa là mình xài liền thì dĩ nhiên là một cái số tiền cũng hơi khả quan. Nhưng nếu mình còn trẻ, mình có thể double cái số tiền đó và mình vẫn có thể bằng những cô chú bỏ cả triệu, cả nửa triệu. Tại vì quý vị cứ nghĩ nếu mình 40 tuổi, mình bỏ vào trong đó 200.000. 50 tuổi thì chưa tới 50 tuổi đâu, khoảng chừng 8 năm hay là 9 năm là mình có thể mình double cái số tiền đó. Thì khoảng chừng 48 tuổi đó mình có 400.000. Cỡ 8 năm thôi, tại vì 72 mình chia cho 12. Rồi 50 mấy tuổi đó, 58 tuổi đó đó, cho tới 68 tuổi đi, 66 tuổi là mình có nhiều, từ 400 thành 800 ngàn. Quá nhiều. Mà mình vốn mình có 200 ngàn thôi. Đây là một trong những cái vấn đề rất là lợi cho tất cả mọi người luôn, chứ không phải là cho riêng những cái người trung niên hay là những người về hưu đâu ạ. Và đây là một trong những cái câu hỏi cũng rất là khá quan trọng đối với lại cô chú cũng đã hỏi chị rằng là cái vấn đề độ tuổi cũng như là sức khỏe sẽ bị giới hạn như thế nào trong cái vấn đề cái quỹ niên kim, thưa chị? Về quỹ niên kim đó thì họ sẽ không có check sức khỏe của mình. Nếu là mừng. Họ chỉ check tiền của mình thôi. Nếu mình có tiền trên 2.500, có những công ty có thể nhận mình rồi. Và có những chương trình fix rất là tốt nha quý vị. Fix bây giờ đó, có những công ty đó họ cho mình tiền lời rất là khả quan. Thí dụ như 2 năm thôi mà được 5.05. Wow. Compound. Compound như vậy là quá nhiều luôn đó. 3 năm thì hơn được khoảng chừng, chị đang nghĩ là không nhớ chính xác, nhưng mà khoảng là 5.25 thì phải. Wow. Cỡ đó. Rồi 3 năm, hình như 3 năm là 5.85, 4 năm, 3 năm là 5.75 và 4 năm là 5.85 và 5 năm là 5.95.
compound. Như vậy thì quý khán giả có thể yên tâm được về cái câu hỏi về tuổi cũng như là sức khỏe của mình có ảnh hưởng về cái quỹ niên kim này không, thì chị Gina đã trả lời sao là không bị ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà nếu mà quý vị có thể muốn làm cho cái số tiền mình xanh xôi nảy nở thì hãy gọi cho số điện thoại 714-209-5571, 714-209-5571, thì chị Gina cũng sẽ giúp cho quý vị để có thể hiểu rõ hơn là cái số tiền mình sẽ xanh xôi nảy nở như thế nào. Và đây là một trong những cái câu hỏi coi như là câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi cũng muốn gửi đến cho quý khán giả, tại vì chúng tôi cũng không còn bao nhiêu thời gian. Thì có quý vị đã hỏi chị rằng là cái quỹ mà tôi có thể trả được cái số tiền income cho cái quỹ niên kim này như thế nào thưa chị? À, câu đó thì cũng rất là hay. Yeah. À, hình như là Gina cũng có rất là nhiều quý vị hỏi cái câu đó cho nên nó mới nằm trong cái sổ danh bạ này. Thì tất cả các tiền nào mình cũng có thể để vào trong đó được, trừ ra mình cầm tiền cash mình đưa cho công ty. Nha, là quý không vị. Được. Dĩ nhiên rồi, mình đâu có đúng, cầm chắc cash chắn luôn. Mà là tiền mặt mà cầm bằng giấy mình đưa cho công ty thì dĩ nhiên là sẽ không có được. Nhưng nếu tiền đó mình cho vào trong checking account của mình, tại vì đó là tiền đã đóng thuế rồi, thì những cái số tiền đó mình sẽ không đóng thuế nữa. Còn những số tiền như là ở trong SEP IRA là những cái số tiền IRA nhưng nằm ở trong business, có nghĩa là mình làm về thương mại, mình vẫn có thể chuyển được. Và thí dụ như DB plan, có nghĩa là defined benefit plan, những cái chương trình mà có nghĩa là mình bỏ vào một cái số rất là khả quan để mà mình được trừ thuế trong, có nghĩa là mình bớt lại cái tiền income của mình mỗi năm, thì những cái chương trình đó cũng được. Hoặc là IRA có nghĩa là từ ở trong những cái quỹ account trong nhà băng cũng gọi là Roth IRA, rồi Traditional IRA, hoặc là 401k, hoặc là 403b plan, hoặc là pension. Gina mới có chuyển được một cái pension rất là, có nghĩa là rất là tốt, là tại vì nếu pension đó mà mình không biết làm cái giấy tờ đó thì mình sẽ không lấy được, hoặc là rất là khó. Khi mà họ chuyển qua để lấy cái lương hàng năm rồi là coi như không bao giờ mình có thể đụng vào cái số tiền đó nữa. Cho nên là nếu quý vị mà có pension á, mà chuẩn bị nghỉ làm, chuẩn bị về hưu, thì đừng có tự điền vội. Nó có những cái phương pháp để mình có thể chuyển những cái lâm sâm đó qua, và mình có một cái số bonus nó rất là khá. Rồi sau đó, sau khi mình chuyển là tháng sau mình có thể lấy tiền được liền. Nhiều hơn, rất là nhiều so với pension nguyên thủy để mà mình lấy cái số tiền đó ra. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều về những cái câu trả lời. Đây là tổng hợp tất cả những cái câu hỏi mà chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý khán giả để có thể hiểu rõ thêm về cái quỹ Adrian. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Financial Doctor. Xin cảm ơn chị. Cảm ơn Phương Thảo. Gina xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Và xin thành thật rất là cảm ơn quý vị đã giúp cho Gina có thêm nhiều kiến thức. Tại vì để trả lời được những câu hỏi này, Gina đã làm rất là nhiều cái sự nghiên cứu và dựa vào cái kinh nghiệm lâu dài của Gina để mà làm sao đưa vào những cái buổi nói chuyện này một cách dễ hiểu nhất, để cho quý vị sẽ không có bị có nghĩa là mông lung và không hiểu là mình đang muốn cái gì. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi nào mà nó có chi tiết hơn mà Gina không có thể trả lời trên đây đó, thì Gina có thể trả lời trực tiếp với quý vị, thì cứ gọi cho Gina hoặc là text cho Gina. Gina sẽ kiếm cái thời gian thuận tiện để mà gọi lại cho quý vị.